Tặc khấu to gan, cả gan quấy nhiễu thái úy. Người là ai? Nộp mạng đi. Các người có biết viên mãnh tướng đó là ai không? Đại nhân, nhìn thì rất quen, nhưng họ tên là gì, hạ quan không nhớ nữa. Lão tặc Cao Cầu, ngươi còn nhớ Lâm Sung này không? Lâm giáo đầu, ngươi còn nhớ thanh đao này không? Năm đó chính ta đã mang thanh đao này vào Bạch Hổ Đường. Ta bị ngươi hãm hại, hại vợ con ta ly tán, tan nhà nát cửa. Ta đã cố nhẫn nhịn, nhưng ngươi cứ ép ta vào chỗ chết, ép ta phải lên Lương Sơn. Được, hôm nay ta sẽ dùng thanh đao này chặt đầu gian thần tặc tử của ngươi. Mau đánh kẻng thu binh, rút cầu. Lâm huynh đệ, Công Minh ca ca đã căn dặn nhiều lần không được hiếu chiến, hãy mau quay về. Lâm giáo đầu, hãy mau quay về.